Hello, mà xin chào cô chú. Dạ, ngày hôm nay thì con xin giới thiệu cô chú một số chậu hồ điệp giống của chú. Và đây là một số mặt hoa của nó. Và đa số đây là mấy tiếng hồng. Và con cũng bán tiếng hồng nha cô chú. Và tất cả đều là cây con. Mấy tiếng hồng thì giá của nó là 55.000. Và hồ điệp là 35.000. Đây là một hoa mấy tiếng hồng rồi cô chú. Một hoa mini thôi nhưng mà nó có rất là nhiều hoa. Đó. Một số màu hồ điệp, nó có rất là nhiều mặt hoa khác nhau nha cô chú. Và hồ điệp là mặt hoa sổ, đồng giá 35.000 một cây. Mảnh tiên hồng giá của nó là 55.000. Và sau đây xin phép cô chú giới thiệu một số hình cây của nó. Và đây là mảnh tiên hồng của chú. Và mảnh tiên hồng đợt này thì con chỉ về có 100 cây thôi, giá 55.000. Cây rất là đẹp luôn. Mảnh tiên hồng con nha cô chú. Mấy đi hồng con thì hoa nó màu tím và rất là nhiều hoa. Cái màu trắng là con mới xịt thuốc nấm đó nha cô chú. Đồng giá 55.000 một cây. Và bên con sẽ ship từ 5 cây nha cô chú. Và đây là mảnh tiên hồng. Mảnh tiên hồng thì giá của nó là, xin lỗi chú, đây là hồ điệp. Và giá của hồ điệp con này là 35.000. Đó. Đây là một số hình cây của hồ điệp nữa chú. Giá tiền là 35.000 một cây. Và tất cả đều là mặt hoa sổ. Chỉ có mảnh tiên hồng là biết mặt hoa thôi. Đó. Hồ điệp là 35.000. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lá phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và hoa lan mình xin chào cô chú.